Đạo ta lên trong tay mắt, đạo ta lên xương ra đồng, đạo ta và công công, đạo ta muôn vàn tấm lòng niềm tin. 93 năm xây dựng đấu và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được những thành tựu cách mạng, trở thành đầu tiên phong chính trị của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Lá cờ vinh quang của đảng, đội ngũ đảng viên luôn kiên định lập trường cách mạng, sẵn sàng có giữ vững ngọn cờ vì một nước Việt Nam phát triển sánh vai với các cường quốc mặt trời. Đảng bộ xã Tân xác định công tác xây dựng đảng, xây dựng một đảng trong sạch. Việc nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Kính thưa đại biểu, ban giám khảo, cùng hội thi, tôi là Nguyễn Thanh Thanh, bí thư chi bộ trường tiểu học Vạn Thanh. Chi bộ trường tiểu học Vạn Thanh được thành lập năm 1995, là một trong 8 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã Vạn Thanh. Bộ có 2 đảng viên. Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của đảng ủy xã Vạn Thanh, chi bộ lãnh đạo nhà trường với công tác quản lý xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực học tập và làm theo những đạo đức phong cách chủ tịch đã thực sự hiệu quả, tạo động lực nâng cao chất lượng của nhà trường, góp phần vào sự phát triển của xã Quảng Thanh. Kính thưa các đồng chí, với 45 tuổi đời và 15 tuổi đảng, tôi đến với buổi thi bằng tinh thần cầu thị, học hỏi và chia sẻ. Bí thư chi bộ giỏi là gì? Để mỗi bí thư chi bộ như tôi được